Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin Giáo Phận Phú Cường. Giáo Phận Phú Cường mừng thánh lễ tạ ơn 20 năm giám mục của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Giáo xứ bốn mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục thuộc giáo phận Phú Cường. Lễ hiển linh tại giáo xứ Búng Giáo xứ Búng tổ chức chuyên đề giáo dục Những việc cần làm trước khi chọn bạn đời Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục du xe Nguyễn khắc Hà Tại giáo xứ Phong Cốc Tin giáo phận Phú Cường Giáo phận Phú Cường mừng thánh lễ tạ ơn 20 năm giám mục của Đức cha Phaero Trần Đình Tứ. Thánh lễ tạ ơn 20 năm giám mục của Đức Cha phê -rô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019. Thánh lễ tạ ơn được chính Đức Cha phê -rô chủ tế. Cùng đồng tế có Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường và Linh Mục Đoàn. Tham dự thánh lễ có các cộng đoàn, tu sĩ trong giáo phận và nhiều bà con giáo danh. Trong tâm tình suốt mến tạ ơn, Đức cha phê -rô đã bày tỏ niềm hân hoan cùng cộng đoàn dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì bao ơn phúc Chúa đã tuôn tràn trong suốt cuộc đời mục tử của Ngài. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha cũng tri ân đến tất cả mọi người, những thân nhân, ân nhân xa gần đã luôn gắn kết, cộng tác và giúp đỡ Ngài bằng cách này cách khác, cùng đồng hành với Ngài trong sứ vụ mục tử của mình. Đức cha cũng tha thiết mời gọi tất cả hãy luôn tâm niệm rằng, phải luôn coi trọng Thiên Chúa hơn là công việc của Thiên Chúa. Tất cả công việc con người thực thi phải luôn quy hướng về Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự bằng tình yêu Thiên Chúa. Mọi việc làm dù bé mọn nhất cũng được thực hiện với lòng yêu mến Chúa. Hãy luôn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, thực thi thánh ý Chúa. Lắng nghe điều tốt lành nhưng không lắng nghe ước muốn của bản thân. Trong bài chia sẻ hôm nay, Đức cha Phêrô đã gửi trọn tâm tình người mục tử nhân lành như một dấu chỉ yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho giáo phận Phú Cường qua đời sống mục tử của Đức Cha. Trước khi thánh lễ kết thúc, Đức Cha Du Xe đã bày tỏ tâm tình yêu mến và tri ân đến Đức Cha phê -rô, đã luôn đồng hành với đoàn chiên, luôn yêu thương, quan tâm nâng đỡ và hướng dẫn con cái ngài bằng trái tim nhân lành của người cha yêu thương. Đức cha Giuse đã cùng toàn thể linh mục đoàn và cộng đoàn kính tặng Đức cha Phêrô. Những đóa hoa tươi thắm với tâm tình tri ân và hiếu kính. Một tràng pháo tay ròn rã như tiếng pháo đón mừng mùa xuân mới. Một năm mới lại đến trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình mến của tất cả mọi người. Đáp lời, Đức Cha Phêrô cảm ơn Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ và tất cả cộng đoàn đã cùng tham dự thánh lễ tạ ơn và gửi đến mọi người lời chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng năm mới tốt đẹp và an lành trong tình yêu Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. Quý Đức Cha, Quý Cha cùng chụp chung tấm hình lưu niệm. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa tiệc thanh mật tại Hoa Viên của Giáo sứ. Tin Giáo sứ Búng Giáo sứ Búng mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu năm dương lịch, Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria là một thiếu nữ miền Nazareth đơn sơ, khiêm hạ, đã được Thiên Chúa chọn và mẹ đã xin vâng như lời Thiên Sứ truyền. Mẹ mang thai, xin một hài nhi nằm trong máng cỏ. Chính vì thế, lúc 4 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2019, toàn thể nhân loại bước qua một năm mới. Tại giáo sứ Búng, mọi người đồng thanh ca tụng vinh danh Chúa. Thánh lễ hôm nay do cha sở Simon và cha phó Giuse đồng tế. Mọi người hướng lòng về hang đá chiêm ngắm một gia đình thánh. Mẹ Maria và thánh cả Giuse quỳ kề bên Chúa thơ Nhi Cơ Hàn, huyền diệu và ấm cúng thay, càng suy nghĩ, con người không thể hiểu thấu trước mầu nhiệm cực thánh này. Mẹ thật diễm phúc, trinh khiết vẹn tuyền không mắc tội truyền. Thiên Chúa đã bỏ trời cao mang lấy thân phận làm người và nhờ mẹ Chương trình cứu đồ đã khởi đầu từ đây. Trong tâm tình yêu mến, cộng đoàn dân lên Chúa những lời xin tha thiết cho đất nước xin tươi, cho muôn dân sống an hòa, đức tin kiên trung, đức ái thiện toàn, cho gia đình hạnh phúc ấm no. Thiên Chúa luôn yêu thương hết những ai kính mến người. <laughs> tin giáo phận Phú Cường thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục thuộc giáo phận Phú Cường. Sáng thứ ba, ngày 8 tháng 1 năm 2019, thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục được cử hành long trọng tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường do Đức cha Du Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha phê -rô Trần Đình Tứ, Đức cha Mika -e Hoàng Đức Anh, cha tổng đại diện giáo phận Phú Cường cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, cùng đông đảo Linh Mục Đoàn trong và ngoài giáo phận. Các tân chức được lãnh nhận thánh chức gồm Quý Thầy được tiến chức Phó Tế, Thầy Đa Minh Vũ Ngọc Chuẩn, Thầy Marco Phạm Văn Hải, Thầy An Tôn Hà Xuân Lộc, Thầy Francisco Xavier Hoàng Hữu Phúc, Thầy Du Xe Vũ Khắc Phương, Thầy Du Xe Nguyễn Trường Phước, Thầy Phe Trần Ngọc Quảng, Thầy Mike Hoàng Anh Tuấn, quý thầy được tiến chức lên mục thầy du xe Doan trần nhân ái thầy Thomas phạm trí cao thầy Ferro nguyễn văn dũng thầy du xe nguyễn khắc hà thầy du xe nguyễn tường vĩnh lộc thầy Doan bosco hà trần phúc thầy francisco Xavier trần phương quyền thầy du xe nguyễn đức thuận thầy francisco assisi nguyễn thiên vũ đúng 9 giờ Đoàn rước bắt đầu tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang và khúc nhạc rất quen thuộc trong lời ca nhập lễ. Từ ngàn xưa ta đã yêu con, ta chọn con giữa muôn người, diễn tả tất cả tâm tình hân hoan và hạnh phúc của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt gia đình các tân chức. Trong giây phút thiêng liêng đáng nhớ này, các ân nhân, thân nhân, bạn bè của các tân chức lòng ngập tràn niềm vui cùng nhau hiệp nguyện và dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn làn chúa đã ân ban trên các tân chức cắt chung trên toàn thể cộng đoàn dân chúa sau huấn từ đức cha du xe cử hành nghi thức truyền chức cho các tân chức gồm tám vị phó tế và chín vị linh mục từ giây phút này các ngài đã chính thức trở nên những phó tế và linh mục của chúa người sẽ tiếp bước con đường chúa đã đi xưa sống đời phục vụ và yêu thương để tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc đoàn chiên của chúa tìm kiếm và chữa lành chiên của Chúa, đưa về nhà từng con chiên và quyết tâm không để lạc mất chiên của Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các tân chức bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô đã luôn đồng hành nâng đỡ, hướng dẫn các ngài trên từng bước đường tu học và trong đời sống thánh hiến của mình. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được trao gửi đến Đức cha Micae, quý cha quý phụ huynh, ân nhân, thân nhân, bạn bè đã luôn đỡ nâng và giúp đỡ các ngài. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được gửi đến tất cả cộng đoàn dân chúa đã hiệp nguyện trong thánh lễ truyền chức hôm nay. Những đóa hoa tươi thắm được dâng tặng quý đức cha, những chàng pháo tay giòn giã cũng là lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp mà toàn thể cộng đoàn dân chúa trao gửi đến nhau. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 phút gia đình các tân chức lưu lại cung thánh để chụp hình lưu niệm với quý đức cha, quý cha. Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên của giáo xứ. Tin giáo xứ búng, lễ hiển linh tại giáo xứ búng. Thánh lễ hiển linh tại giáo xứ Bốn buổi sớm mai lúc 4 giờ 30 ngày 6 tháng 1 năm 2019 do cha Francisco Xavier cử hành với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân. Cùng hiệp nguyện sốt sắng trong thánh lễ hiển linh với tâm tình hòa bình, cộng đoàn giáo dân cùng hiệp ý xin cho muôn dân, muôn nước được biết Chúa qua án sao dẫn đường để tìm về chân thiện mỹ, để nước Chúa rộng lan khắp nơi thánh lễ hiển linh kết thúc, những ánh đèn Noel sẽ được gỡ kết. Nhưng hình ảnh ngôi sao sáng, hang đá bê lem, tiếng hát thiên thần và gia đình thánh thất vẫn luôn sống trong tâm hồn những người thiện tâm trong suốt năm phục vụ mới. Tin giáo sứ Búng Giáo sứ Búng tổ chức chuyên đề giáo dục những việc cần làm trước khi chọn bạn đời. Chương trình bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2019 tại hội trường giáo sứ Búng. Buổi nói chuyện cà phê chuyên đề Những việc cần làm trước khi chọn bạn đời do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, cha sở giáo sứ Lái Thiêu, đặc trách giới trẻ giáo phận Phú Cường, thuyết giảng cho các bạn một phương hướng mới, một cái nhìn đúng đắn hơn trước tiền hôn nhân. Cha Đa Minh dùng lời hát dẫn ý một câu Lạy Chúa Tình Yêu là dâng hiến, lựa chọn là hy sinh, con đây vì yêu Chúa để dẫn vào phần nói chuyện của mình. Cha gợi ý, con muốn được sống hạnh phúc, được thủy chung, được bình đẳng và được thương yêu, có con cái ngoan hiền. Những ước muốn chân chính đó là tùy vào quyết định của con ngày hôm nay. Vậy con cần trang bị cho mình những gì? Một lối sống đạo đức, thường dự lễ misa cầu nguyện, dâng cho chúa công việc sức khỏe và sự trung tín trong mọi việc biết yêu gia đình ông bà cha mẹ anh em và những người lối xóm với con anh em con bài hát đôi khi của nhạc sĩ thông vi vu có câu đôi khi phải mất một điều mới biết mình có bao nhiêu con không muốn rơi vào trạng thái phải tiếc nuối đó cho nên con cần chuẩn bị và vì thế các bạn phải biết giữ mình trong sạch như một ý thức cần tôn trọng người bạn đời, mà bạn sẽ chọn làm vợ, làm chồng cả một trăm năm. Bởi điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly, đừng đặt nhau vào tình trạng đã rồi. Giáo lý hôn nhân giúp bạn thấy cuộc sống hôn nhân là quan trọng thế nào, và nó là một cái khung cho bạn phải bước vào khi tâm trí bạn đã xa rời nhau, lung lay và chán nản nhau khi đã kết hôn. Chúa sẽ ban ơn cho những người sống công chính và anh ở ngay lành. Buổi nói chuyện chuyên đề kết thúc vào lúc 21 giờ. Các bạn cùng làm dấu và ra về trong ngày Chủ nhật đầu tháng thật ý nghĩa. Tin giáo sứ Phong Cốc Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Du Xe Nguyễn Cát Hà tại giáo sứ Phong Cốc đúng 9 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2019, nơi giáo sứ Phong Cốc, tiếng kèn đồng hân hoan mở rộng con tim đón trước đoàn đồng tế, trong đó có nhiều tu sĩ và gần 40 cha cùng các cha mới tiến vào nhà thờ rất trang nghiêm xuất sắc. Mừng thánh lễ tạ ơn của tên linh mục Du Xe Nguyễn Khắc Hà. Mở đầu thánh lễ, trước cùng đoàn khoảng 1.000 người cùng nhiều tu sĩ và linh mục đồng tế Tân Linh Mục Du Xe Nguyễn Khắc Hà đã nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, cùng xin ban cho chính Ngài mọi điều thiện hảo và cầu cho các linh hồn sớm được thấy ánh sáng vinh quang Chúa. Trong bài giảng, cha Du Xe Nguyễn Khắc Hoài là anh của cha Du Xe Nguyễn Khắc Hà đã nhắn nhủ em mình là hãy hết lòng khiêm nhường phụng vụ Chúa và giáo hội qua những đoàn chiên được trao gửi. Đừng vì một chút vinh dự mà lãng quên ơn Ngài tuyệt đối trung thành với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Cha cũng xin chia sẻ lại lời của Đức Cha An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, tân giám mục giáo phận Vinh, khi Ngài giảng lễ tạ ơn cho một linh mục trong giáo phận của Ngài. Đó là câu, đất có vàng không bằng làng có cha. Bằng câu nói ấy, cha Du Xe muốn nói, trước linh mục còn quý hơn vàng và mong muốn có nhiều ơn gọi, để làng ta, giáo phận ta có thêm nhiều linh mục tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Thánh lễ diễn ra trong khoảng 120 phút. Nhìn nét mặt mọi người thấy ai cũng vui tươi, sốt sắng. Đó là một hồng ân, vì chỉ có niềm tin nơi Thiên Chúa, tin vào giáo lý hội thánh, mọi người mới có thể hy sinh sức khỏe cùng nhiều điều khác, để mong chờ ơn lành của Thiên Chúa qua tân linh mục. Đổ xuống trên đầu, xóa tan đi những bóng tối, u mê lầm lạc đang lung lạc mọi người. Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá, mọi người hân hoan trong niềm yêu thương sau thánh lễ mọi người chụp chung tấm hình lưu niệm với tân linh mục một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin lần sau.